Lời đầu tiên, cho phép cháu xin được gửi lời chào, lời chúc tới tất cả mọi người đang theo dõi video trên kênh. Chúc mọi người có một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc. Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024 và hiện tại thì cháu vẫn đang có mặt ở cây cầu Phong Châu. Và hôm nay thì cháu sẽ tiếp tục cập nhật những cái diễn biến, những tình hình tin tức ở đây để gửi tới tất cả quý vị và các bác đang quan tâm theo dõi. Về phía cây cầu phao thì như mọi người có thể nhìn thấy thì cây cầu phao hiện tại hoạt động rất là ổn định, mật độ giao thông lúc này không có bị tắc. Thời tiết hôm nay thì đang chuyển mùa và thời tiết đang có lạnh dần rồi. Đây là phía khu vực trục vớt, như quý vị và các bác có thể thấy là phía trên bờ thì có một chiếc xe cần cọc màu đỏ đang thực hiện công việc là cọc những cái phần dầm lên. Bên cạnh đó thì có một chiếc máy tời để phục vụ tời những cái phần cầu này. Ở đây, đây chính là cái khu vực trục vớt. Toàn bộ cái mảng dầm cầu, mảng cầu to đã được chiếc máy tời và con cần cẩu lai dắt thành công từ phía dưới sông vào sát phía trong mép bờ. Và ngay lúc này thì các bác thợ đang tiến hành quá trình đục cắt thổi để có thể di chuyển cọc những cái mảng dầm này to lên. Thì ngày hôm trước hai cái mảng dầm rất là to đã được các bác biên đội trục vớt cộng lên bờ. Và bây giờ thì các bác đang tiến hành xử lý nốt cái mảng dầm còn lại ở phía bên dưới. Đây, như các bác có thể quan sát rõ này, ở đây gồm có 5 thanh dầm dọc và những thanh dầm ngang và những cái bản mặt. Còn phía dưới đây cũng có 5 thanh. Thì hiện tại như cháu đang nhìn thấy ấy, thì phía bên trên này thì có 4 bác thợ. Đấy, 4 bác đang tiến hành làm việc ở đây. Thì như quý vị và các bác có thể quan sát được, đây chính là những cái thanh dầm dọc này. Còn cái chỗ các bác ấy đang đứng đó chính là cái bê tông. Bê tông này là bê tông mặt cầu. Bê tông mặt cầu này thì được nối vào những cái thanh dầm cầu. Đấy. Thì bây giờ cái mảng này nó quá là to. Nếu như để cả một cái mảng này thì không thể nào có thể cẩu lên được đâu ạ. Vì nó khối lượng nó quá nặng. Nếu như chỉ là sắt thì còn cẩu được. Nhưng đây nó có cả bê tông. Mà cái lượng bê tông dính nhiều như vậy thì không thể nào đưa lên đâu được ạ. Bắt buộc các bác ấy phải đục, loại bỏ bớt cái phần bê tông này ra. Đấy, và như cháu quan sát được ấy, thì hiện tại các bác ấy đang dùng những cái mũi đục để chia đôi cái mảng cầu này ra làm hai phần. Đấy, một phần thì bên tay phải gồm 3 thanh dầm, bên tay trái thì gồm 2 thanh dầm. Đục một cái đường thẳng với cái thanh dầm thứ 3, thanh dầm ở giữa này. Đục một đường để hở cái phần sắt. Sau đó thì các bác sẽ dùng oxy để cắt đứt, tách đôi hai cái mảng này ra. Đấy, và đây, cái chỗ này thì các bác cũng đã cắt đứt cái mặt dầm này rồi này. Mặt dầm ngang. Cắt đứt vậy để tí nữa nó không liên quan gì với nhau. Như vậy là sẽ cẩu lên được. Và theo như thông tin cháu nắm được, đây là cái phần nhịp cầu, tức là cái đoạn mà cuối cùng của cái nhịp cầu số 1 đấy ạ. Đấy. Thì cũng theo thông tin cháu nắm được ấy, thì hiện tại cái nhịp cầu số 2 nó đang nằm ở cái khoảng giữa sông nước đang chảy đấy ạ. Nhưng mà hiện tại thì không thể nhìn thấy được vì là trải qua rất là nhiều mưa bão nước từ đầu nguồn trôi về. Nên cái phần nhịp cầu số 2 này đã bị cát này, đất, đá, bồi đắp lấp hết rồi. Chính vì vậy nên là khi mà trục vớt được cái nhịp cầu thứ 2 này rất là khó khăn và vất vả ấy ạ. Đấy. Nếu như cái nhịp cầu số 1, nhịp cầu đầu tiên ở phía trong này dễ dàng bao nhiêu thì cái nhịp thứ 2 khó khăn bấy nhiêu. Đấy. Thì như các bác cũng đã biết, bình thường thì để có thể cắt, bổ, xẻ, cẩu thì phải có địa điểm thuận lợi. Và đặc biệt là khi cắt ấy, thì phải nhìn thấy nó nổi lên thì mới cắt được. Chứ oxy thì không thể nào cắt dưới nước được. Hoặc là nếu nó chìm dưới nước thì làm sao mà có thể là nhìn thấy ở đâu để móc, để kéo, để đưa lên được.
Đấy, chính vì vậy nên là bắt buộc phải nâng lên khỏi mặt nước để nhìn thấy. Và đây, chỗ này thì ba chiếc cần cẩu chữ A hiện tại thì đã rảnh việc rồi, tức là không còn móc vào những thanh rầm nữa, vì là gần như cái mảng cầu đầu tiên này, cái mảng cầu cuối cùng này đã được lai dắt sát vào thành ta ly rồi. Bây giờ chỉ cần đợi đục, cắt, chia nhỏ ra, sau đó cẩu lên nữa là hoàn thiện thôi. Vậy lúc này thì các bác có thể để ý này, một anh đang tiến hành cầm cái phần đục để có thể đục những cái mảng bê tông này ra. Đấy, bê tông cầu thì các bác cũng biết rồi, rất là cứng và chắc chắn, không phải là cứ đục là được đâu. Thì để xem là chiều ngày hôm nay các anh ấy có đục đứt được cái đoạn bê tông này ra để chia làm đôi không, và để xem chiều nay có cẩu được một hay hai mảng gì đó lên không. Vừa đây như các bạn đã thấy thì các bác thợ đã di chuyển xuống phía bên dưới để đục. Phần bê tông này thì rất là dày nên cần có thời gian mới có thể đục đứt được. Các anh đang tiến hành đục đến cái bản mặt to này. Khi mà đục hết rồi thì sẽ dùng ga oxy để cắt chia đôi làm hai nửa. Đấy. Và khi chia đôi làm hai nửa thì con máy cẩu sẽ kéo vào sát bờ và có thể cọc lên được. Những cái mảng này nếu như tính cả mảng đến cái bản mặt cầu ấy, nó phải nặng gần cả 100 tấn ấy ạ. Nhưng mà nếu mà chia đôi ra thì chắc nó sẽ rơi vào khoảng 40-50 tấn gì đấy. Đấy là khoảng đó, bao gồm cả bê tông. Đây, bác đang dùng xà beng để chọc để giúp cho dễ dàng hơn trong cái việc đục đẽo này. Ở đây bác đội cái mũ xanh đó là bác đang tiến hành cắt oxy. Thì không biết là vừa rồi bác đã đục xong chưa, nhưng mà thấy bác thợ đang tiến hành cắt oxy. Nếu mà đã cắt oxy đấy thì khả năng cao một chút nữa thôi thì những cái phần cầu này sẽ được cẩu và kéo lên trên bờ. Đây, chỗ này là có tổng cộng là 5 bác đang đứng túc trực ở đây để thực hiện. Ngay lúc này, quý vị và các bác có thể quan sát được chiếc móc cẩu của con lần cẩu phía bên trên đã thả xuống và được móc cáp vào cái thanh rầm số 2 tính từ bên tay trái qua. Thì không biết là các bác sẽ tiến hành cẩu lên luôn hay là tiến hành kéo đây. Đấy, những cái sợi dây cáp rất là to. Đấy, ngồi từ phía bên bờ Lâm Thao nhưng mà vẫn nghe được cái tiếng động cơ gầm rú của con xe cẩu. Chắc phải là cái mảng này phải rất là to và căng thẳng đấy ạ. Cái mảng rầm này hiện tại thì vẫn chưa lên được, bởi vì là
cái góc ở phía bên dưới, cái mảng dầm này, cái bản mặt to này đang dính, bởi vì lúc các bác ấy cắt thì là nó vẫn chưa đứt. Đấy, và đây thì có một bác thợ đang tiến hành đứng để cắt này, cắt nốt cái phần này để giúp cho chiếc máy tời và chiếc xe cần cẩu ở bên trên có thể kéo và cẩu được lên trên bờ. Và cái mảng này thì đã được chia ra làm hai, một nửa bên phía tay trái bao gồm hai thanh dầm dọc dài to, và một nửa bên tay phải gồm ba thanh dầm dọc dài và to và một cái bản mặt cầu. Nếu như có kéo ấy và cẩu ấy thì cái mảng thứ hai sẽ vất vả hơn rất là nhiều vì nó to như thế này cơ các bác ạ. Đấy, nếu như mà cái mảng to này mà cắt đôi ra nữa thì sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, nhưng mà cắt đôi ra thì đục bê tông nó sẽ lâu hơn một chút và khó khăn hơn vì cái bê tông của cái mảng cầu rất là dày và chắc chắn. Thầy và bác vẫn đang tiến hành cắt cái phần oxy để có thể tách đôi nó ra, giúp cho cần cần cẩu với con tời kia kéo lên được nhẹ nhàng hơn. Đấy. Nhìn từ góc độ này thì các bác có thể thấy là cái mảng cầu đã được chia hai rồi. Đấy, và đã lôi lên được một khoảng cách rất là dài rồi. Và cái nhịp cầu số 2 thì như cháu đã chia sẻ ấy, thì nó sẽ nằm ở khoảng cái chỗ cái bãi này, cái cồn cát qua cái phần gốc cây này một chút xíu này. Đấy, thì ở khoảng này cách cầu Phong Châu đâu đó khoảng 50-60 mét. Đấy, thì cũng mong là khi mà trục vớt hết cái phần nhịp số 1 thì các bác nhanh chóng trục vớt cái nhịp số 2, và cũng mong là khi mà trục vớt hết cái phần nhịp số 1 kia thì sẽ tìm được thêm người nhà của nạn nhân ở phía bên dưới. Và sau khi cắt oxy xong thì các bác bắt đầu tiếp tục nổ con máy tời để tời và kéo cái phần dầm này lên này. Đấy, nhúc nhích rồi. Lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Đang ngóc đầu lên à. Rất là căng. Đấy. Chiếc máy tời đang hoạt động, chiếc cầu cũng căng cáp để kéo nó. Đấy, nó sẽ nhúc nhích, di chuyển chậm chậm chứ không thể nào lên theo từng mét một được.
vì cái mảng này nó to nên phải tời từ từ và dần dần. Căng thẳng luôn. Để chú ý xuống làm gì đây? Chắc lại chưa đứt rồi, vẫn còn dính rồi các bạn ạ. Vẫn còn dính nên thảo nào nó nặng như thế. Thì bình thường nếu như không dính thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng do đây là đang bị dính này. Đây, đây là những người nhà nạn nhân đấy ạ. Đấy, chú ấy lại di chuyển sang vị trí bờ bên này để nghe ngóng tình hình tin tức khi mà cầu, những cái phần dầm của cái nhịp cầu số 1 này lên đây. Đấy, chú lúc di chuyển sang bờ bên này, lúc thì bờ bên kia, khá là vất vả các bác ạ. Đấy, gương mặt buồn đang thể hiện trên gương mặt, nỗi buồn này. Vẫn còn bị dính ấy, chứ bình thường đã kéo lên được như thế này rồi phải rất là nhẹ, nhưng mà đây vẫn còn bị dính vào. Hình như đứt rồi sao? À chưa đứt, lại phải cắt thêm ở phía bên dưới nữa. Lửa luôn này. Đấy, so với vị trí ban đầu, một cái mảng dầm to phía bên tay trái đang được tời lên dần dần. Và từ cái vị trí hồi nãy đến vị trí bây giờ thì đã lên được khoảng được chừng 3 mét rồi đấy các bác ạ. Chắc là sẽ kéo thêm độ khoảng vài mét nữa thôi thì con cầu phía bên trên sẽ tiến hành cầu thẳng luôn, giống như ở video trước ấy ạ. Ê, hình như là vẫn còn bị dính, bị vướng một tí sao ấy. Thì bên dưới luôn có một bác thợ túc trực, để vướng vào đâu thì cắt vào đó. Nếu chưa cắt đứt thì sẽ tiếp tục cắt. Đây, lên đến đây lại vướng một tí vào đây, cọ vào đây.
Wow. Một cái mảng cầu rất là to đã được lai dắt vào bờ và cẩu lên trên bờ thành công. Và ngay sau khi cẩu cái mảng cầu lên bờ thành công thì các bác bắt tay vào để cẩu cái mảng thứ hai. Và đây là một cái mảng thứ hai đang được chiếc xe cẩu cẩu lên này. Bây giờ không cần phải dùng tời nữa mà sẽ kéo bằng cẩu và cẩu thẳng lên các bác ạ. Ấy, chồng này. Video của cháu ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Quá to. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.